Xin chào các bạn, hiện tại thì tôi đang đứng gần với anh Thắng, kiến trúc sư trưởng của Pram Việt Nam. Và ngay bây giờ hãy cùng tôi trò chuyện với anh Thắng để tìm hiểu rõ hơn về phòng này PU nhé. Đầu tiên thì em muốn hỏi là anh có thể cho khán giả hiểu rõ hơn về phòng này PU và vì sao mà phòng này PU lại thay thế các phòng nệp bằng gỗ hay là bằng thạch cao được không ạ? Cảm ơn em. Trước hết là rất cảm ơn chương trình đã có cái lời phỏng vấn rất là hay. Thứ nhất, phòng này PU hay có tên tiếng Anh là polyurethane. Phao nẹp này mới xu nhập từ Việt Nam được khoảng 4 năm nay. Bản thân từ PU là nó là nhựa tổng hợp đấy, với đặc có đặc tính rất là xốp. Nhưng mà các bạn có thể thấy là nó xuất hiện trong những cái tủ lạnh rồi những vật liệu trong ô tô. Nhưng mà với vật liệu trang trí bằng PU này thì với cái mật độ nó dày rất là dày đặc, đâm ra thì các bạn thì nhìn thấy rất là cứng và có độ dẻo. Theo như máy đo của chúng tôi có thì hiện tại Pram Việt Nam đang sử dụng cái phao PU với mật độ là độ cứng là từ 25 đến 30. Đấy. Tại sao lại hiện tại bây giờ là trong xu hướng về thi công trang trí nội thất cổ điển và tân cổ điển thì đang dần thay thế phào thạch cao cũng như phào gỗ bởi vì những tính năng nổi trội với phào PU thì không bao giờ có các bạn sẽ gặp phải cong vênh và cong ngót, đặc biệt là rất dễ thi công và các bạn có thể sử dụng những cái sơn lên trên phào rất là đẹp, bám sơn nội thất. Các bạn có thể sử dụng sơn nội thất cao cấp chẳng hạn như là O7 cũng như là một số các loại sơn trên thị trường. Ngoài ra, sử dụng phao PU thì quý các bạn có thể sử dụng sản phẩm của Zatva. Vì chính vì thế, đâm ra là nó có những ưu thế vượt trội hơn rất nhiều so với những phao về thạch cao cũng như là phao gỗ và phao PS trên thị trường. Vậy thì quy trình thi công sản phẩm phào PU thì như thế nào ạ? Mới thu nhập Việt Nam nhưng mà việc thi công phào PU này cũng không có gì là phức tạp cả. Các bạn có thể nắm rõ quy trình. Trước hết là đầu tiên cái người thợ là phải đọc hiểu rõ mặt bằng, mặt đứng cũng như là tất cả những cái về thiết kế của không gian của ngôi nhà. Sau khi đọc rõ là sẽ có sử dụng cái máy cắt 45 độ để cắt đảm bảo kín khít. Sau khi đã cắt và được nối lên tường thì sử dụng keo AB hoặc một số keo chuyên dụng khác để đảm bảo cho cái vật liệu này. Bởi vì các bạn biết là hiện tại khí hậu Việt Nam rất là nóng ẩm, cũng như là không gian của nhà luôn luôn có điều hòa. Đấy thì đâm ra là sẽ có bị co ngót, đâm ra sử dụng keo AB là một cái giải pháp để cho sẽ không bị nứt về mối nối. Đấy. Ngoài ra sau khi đã có keo AB thì chúng ta có thể sử dụng keo trong xây dựng. Để dán lên tường rồi sử dụng đinh kim. Sau khi đinh kim lên tường theo đúng cái thiết kế đã định thì anh em thợ có thể là dùng cái đinh kim để bắn lên tường rồi sử dụng những cái vật liệu bột chét để chét lên. Sau khi chét lên thì dưới bàn tay của người thợ người ta sẽ bả những cái vết nối cái đinh kim đấy cho phẳng. Xong rồi sử dụng sơn lót để làm cho bề mặt nó nhẵn nhụi. Sau khi đã kiểm tra tất cả cái bề mặt nó đảm bảo cái tính thẩm mỹ thì cuối cùng là ta sử dụng sơn về nội thất cao cấp để sơn lên cái bề mặt, đảm bảo cho bề mặt được nhẵn và không phát hiện ra cái vết nối. Đến khi nào không bị vết nối thì đấy là công trình hoàn thiện. Đấy. Còn khi hoàn thiện xong thì như các bạn đã thấy có thể là sử dụng sơn nhũ để có thể là trang trí họa tiết trên cái phào, cũng như là sử dụng những cái về giấy quỳ để dát vàng lên cái phào để đảm bảo cái đúng như cái tinh thần của các bạn kiến trúc sư là thiết kế lên một ngôi nhà nó lung linh. Em xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện. Các bạn thân mến, vừa qua đối với qua cuộc trò chuyện này thì rất mong đã cung cấp cho các bạn một lượng thông tin đầy đủ về phòng nệp PU và với những tính năng ưu việt của nó thì chắc hẳn phòng nệp PU sẽ rất phù hợp với không gian căn nhà bạn.